Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Ngày 3 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Tạ Ngọc Trí, Phó vụ trưởng vụ Tiểu học làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà tại Phòng Giáo dục trẻ khuyết tật, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cơ sở 3 nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật, mùng 3 tháng 12 năm 1992, mùng 3 tháng 12 năm 2022. Phòng Giáo dục trẻ khuyết tật Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh cơ sở 3 hiện đang có 70 học sinh chủ yếu mang các bệnh như khuyết tật nghe nói, khuyết tật trí tuệ, tăng động, tự kỷ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy văn hóa. Trong những năm qua, các trẻ khuyết tật tại đây luôn nhận được sự quan tâm, tình yêu thương và sự sẻ chia của các cán bộ nhân viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, công tác chăm sóc giáo dục trẻ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn chia sẻ với thầy và trò tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cơ sở 3, đồng chí Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã động viên các trẻ khuyết tật vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình, không ngừng học tập rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội, mong muốn các thầy cô tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các cháu khuyết tật xóa đi mặc cảm, tự ti để sớm phục hồi chức năng và hòa nhập với cộng đồng. Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng quà của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, trưởng ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mạng lưới liên kết giáo dục đặc biệt Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập biểu Dương, Nghệ An, tổng số tiền hơn 17 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác để cơ sở có điều kiện tiếp tục nuôi dạy trẻ khuyết tật tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chiều ngày 2 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao kinh phí máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 10 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Chị Hứa Thị Hằng là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông trực thuộc công đoàn ngành nông nghiệp phát triển nông thôn có hoàn cảnh khó khăn với thu nhập thấp, chồng mất sớm, một mình nuôi hai con nhỏ. Đoàn đã bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho chị Hứa Thị Hằng với số tiền 20 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ xã hội liên đoàn lao động tỉnh Cao Bằng nhằm giúp cho chị Hằng có nơi ở ổn định. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đối với những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm công tác, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Chiều ngày 2 tháng 12, đoàn giám sát của huyện ủy Thạch An có buổi giám sát trực tiếp đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trọc Con về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện 3 chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua giám sát cho thấy, 3 chương trình công tác trọng tâm gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính giai đoạn năm 2021-2025, chương trình phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2020-2025. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đã được quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn với trên 500 lượt người học tập toàn xã hiện thành lập được 22 nhóm sở thích, trong đó có 20 nhóm thực hiện mô hình phát triển cây thạch đen với diện tích trên 72 ha, hai nhóm chăn nuôi và chăm sóc lợn khoang địa phương. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị đảng ủy xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm có giải pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo phân đấu thực hiện hoàn thành tốt các chương trình trọng tâm và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đề ra. Trong hai ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 12, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho các đồng chí lãnh đạo và cán bộ tín dụng phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện trong tỉnh. Hội nghị phổ biến nghiệp vụ tín dụng và các chuyên đề, kế toán, ngân quỹ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tin học, một số lưu ý trong thực hiện nội quy lao động, công tác hành chính tổ chức, xây dựng cơ bản, thi đua khen thưởng, thông tin báo cáo, giám sát từ xa, khai thác các dữ liệu phục vụ các báo cáo tổng hợp, quy trình cung cấp mobile banking trong nghiệp vụ tín dụng chính sách, tổng quan về hệ thống ứng dụng phần mềm ngân hàng chính sách xã hội, hướng dẫn khắc phục một số lỗi về soạn thảo văn bản, nghiệp vụ kế toán tài chính, quản lý tài sản tại ngân hàng chính sách xã hội, đảm bảo an toàn kho quỹ và quy trình giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, giấy tờ, ấn chỉ quan trọng quy trình kiểm tra kiểm soát nội bộ, công tác tham mưu, giúp việc, ban đại diện hội đồng quản trị, ngân hàng chính sách xã hội, tập huấn các học viên tiến hành làm bài kiểm tra đánh giá kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với bộ phận kế toán, thủ quỹ, kiểm tra kiểm soát nội bộ. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê cho thấy số ca mắc COVID-19 và bệnh nhân nặng đều có xu hướng tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục khẳng định, đến thời điểm hiện tại, tiêm vaccine vẫn là giải pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế cho biết ngày 2 tháng 12 ca mắc COVID-19 tăng lên 635, đây là số mắc cao nhất trong 3 tuần qua. Thường những ngày trước đó, số ca mắc cao nhất chỉ là 581 ca, còn lại đều dưới con số này. Trong đó có vài ngày số mắc mới dưới 300 ca. Sau 3 ngày liên tiếp ghi nhận 6 ca tử vong tại một số địa phương, ngày 2 tháng 12 không ghi nhận trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào tử vong đến ngày 2 tháng 12, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta là trên 264,7 triệu mũi. Ngày 2 tháng 12 có số liều vaccine được tiêm là 47.202 tại 20 tỉnh, trong đó 32.162 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 15.040 mũi tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong nước, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn cơ bản được kiểm soát, nhưng số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Do đó, Bộ Y tế đã yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi cập nhật khuyến cáo của các tổ chức quốc tế về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi. Đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Đợt cao điểm tuần tra và xử lý vi phạm giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết đã được lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc triển khai được 2 tuần. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng trên toàn quốc đã góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm. Cũng trong đợt cao điểm này, nhiều hành vi chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng, nhiều lái xe đã cố tình bỏ chạy đều đã bị camera ghi hình. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ, lấn làn, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định và đặc biệt là lái xe sử dụng bia rượu và ma túy khi điều khiển phương tiện. Sau 2 tuần cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết, trên các tuyến cao tốc đã phát hiện và xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm tước giấy phép lái xe 840 trường hợp, tạm giữ 60 ô tô, trong đó có 7 trường hợp sử dụng ma túy và 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Sau hơn 5 năm đàm phán, ngày 17 tháng 10, Cục Bảo vệ Thực vật và cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ đã ký kết chương trình xuất khẩu bưởi từ Việt Nam sang Mỹ, đánh dấu loại trái cây thứ bảy của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường khó tính nhất thế giới này. Lô hàng 2 tấn bưởi tươi đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ thể hiện uy tín chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của Mỹ. Đây cũng là tin vui với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Như vậy là sau thanh long, xoài, nhãn, vải, chôm chôm và vú sữa Trái bưởi da xanh của Bến Tre là thương hiệu bưởi đầu tiên được nhà phân phối Mỹ Võ lựa chọn đưa vào thị trường Mỹ qua đường hàng không. Thời gian đầu, những trái bưởi tươi sẽ được phân phối trên hệ thống siêu thị của các bang. Việt Nam hiện có 105.400 ha trồng bưởi, đạt sản lượng gần 905.000 tấn với các giống bưởi đa dạng đặc trưng theo từng vùng miền. Trong khi đó, Mỹ là thị trường lớn đầy tiềm năng đối với các loại trái cây tươi. Nhu cầu tiêu thụ trái cây hàng năm ở Mỹ hiện lên tới 12 triệu tấn. Đây là dư địa và cơ hội rất lớn cho trái cây Việt Nam nói chung và quả bưởi tươi nói riêng tiếp cận thị trường Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp Tết sắp tới, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương, cục hàng không vừa tăng tần suất khai thác sân bay Tân Sơn Nhất trong một tháng cao điểm Tết Nguyên đán. Cụ thể khung giờ ban ngày tăng thêm 2 slot được cất hoặc hạ cánh từ 42 slot trên 1 giờ hiện nay lên 44 slot 1 giờ. Khung giờ đêm từ 23 giờ hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau, tăng thêm 13 slot mỗi giờ. Tương ứng mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có thể khai thác thêm 85 chuyến bay so với lịch cũ. Cục hàng không đã yêu cầu các hãng khẩn trương lập kế hoạch khai thác tăng chuyến theo quỹ slot vừa được tăng thêm tại sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn cao điểm Tết sắp tới. Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng giả soát số vé đã được bán, được đặt trên các đường bay nội địa, đặc biệt từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, báo cáo và cập nhật hàng ngày về Cục Hàng không. Khảo sát trên trang bán vé của các hãng hàng không nội địa cho thấy, vé máy bay Tết Nguyên đán sắp tới với chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Trung và phía Bắc có tình trạng khan hiếm vé giá thấp. Cụ thể, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng Chạp, các chặng bay thành phố Hồ Chí Minh đi đồng hới Quảng Bình, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Hải Phòng của Việt Nam Airlines, Bamboo, Onway đều hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia giá từ 5,5 triệu đồng một chặng, một chiều trở lên. Vietjet còn vé phổ thông nhưng giá cũng từ 3,4 triệu đồng một chặng, một chiều trở lên thậm chí đường bay thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn Bình Định từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, các hãng đều hết vé kể cả vé thương gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày mùng 3 tháng 12, Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió rất mạnh. Thời tiết các khu vực ngày và đêm ngày mùng 3 tháng 12, phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ, cao nhất 19 đến 22 độ, riêng khu vực tây bắc có nơi 24 đến 26 độ. Khu vực nam bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, cao nhất 29 đến 32 độ. Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo hiện tượng rông lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn rông mạnh khi có các thông tin cảnh báo mưa rông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh gây ra. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu 3 vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí cho trẻ do chưa nhận được phân bổ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các loại vaccine còn thiếu là sởi rubella, viêm não Nhật Bản và bại liệt dạng uống. Đây là những vaccine do chương trình tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cung cấp định kỳ với số lượng căn cứ đăng ký về nhu cầu tiêm chủng của mỗi địa phương. Trước đó, Bộ Y tế đã phân bổ 200.000 liều vaccine sởi và 234.000 liều vaccine GPT, phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván cho các tỉnh thành. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 10.000 liều sởi và hơn 5.000 liều GPT. Việc tổ chức tiêm ngừa khi có vaccine đã được các trạm y tế thực hiện. Chuyển sang tin quốc tế, người phát ngôn chính phủ Pháp hôm qua đã kêu gọi các nhóm có nguy cơ cao tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường thứ hai trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Những người từ 60 tuổi trở lên Người có bệnh nền hoặc tiếp xúc hàng ngày với người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu được khuyến cáo tiêm mũi vaccine tăng cường mới nhất để hạn chế nguy cơ biến chứng và nhập viện. Người phát ngôn chính phủ nhấn mạnh, số trường hợp nhiễm bệnh phải điều trị tích cực liên quan đến COVID-19 đã tăng 20%, làm suy yếu hệ thống y tế của đất nước. Hiện mới có 20% nhóm có nguy cơ cao tại Pháp đã tiêm mũi tăng cường thứ hai trong bối cảnh bùng phát một làn sóng mới của dịch COVID-19 và dịch cúm mùa. Pháp ngày mùng 1 tháng 12 ghi nhận gần 70.000 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.